bên này bao nhiêu năm rồi chú? Có gì 40 năm có rồi đó. 40 năm. Chú ở đâu lận? Ngày nào cũng qua đây hết vậy? Cây nữa đi chú. Ngày làm bao nhiêu tiền? 8.000. Lâu dữ rồi, cái này món này là lâu đời dữ rồi ta. Nè nè, ra lấy nè. Cái nữa đi cho nó. Để 12 để trên bàn. Không, không anh trả không cho Khang. Khỏi đó anh trả không. Nè. Đủ không chú? À, đủ không? 12 à, 12 ngàn à. Hết luôn hả? Ừ. 3 cái? Ừ. 3 cái 12 ngàn đó, chú nói 1 cái 8 ngàn mà. 4 ngàn. À. Hồi đó là như ta đó như có 500 đồng rồi, hồi xưa là ăn có 500 đồng rồi. Chú bán bên này bao nhiêu năm rồi chú? Có gì 40 năm có rồi đó. 40 năm? Ừ. 20. Đó có ông mà đi bán bên đây, giờ ông đi bán mua cho chai vậy. Ông, cái đó là Vinh. Ông giờ đúng rồi, ông Vinh. Vinh. Dạ. Chú bán trước ông đó nữa hả? Trước nữa là nó rồi, giác nó chắc nó qua bán đó. Dạ. Rồi, chú cảm ơn nha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Gieo cho con nghe cái chuông hồi xưa coi. quay á ở cả em này lâu lâu đời với món này nè, tới giờ vẫn còn luôn.